Em xin chào tất cả các bác, xin chào mọi người, xin chào tất cả anh em. Trước mặt em đây, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là đèn LED 3 khoang, LED 3 màu trắng, và chiều dài của nó là 60 cm. Đấy, với thiết kế rất là bắt mắt. Đây, đây là chân, giá và ốc để bắt đèn ạ. Với cái chiều dài của chiếc đèn này thì sẽ giúp anh em nó tỏa cái độ chiếu xa hơn, ánh sáng được nhiều hơn, giúp hỗ trợ anh em khi đi đêm hoặc khi đi sương mù. Anh em cần tư vấn và giải đáp thắc mắc cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 hoặc 0366495112, hỗ trợ tư vấn và sửa chữa lắp đặt tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số điện thoại là 0856727722. Như em đã nói thì tất cả các bác có nhu cầu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc về bất cứ phụ tùng nào, hay là mã vật tư nào, hay có trục trặc gì, hay muốn giải đáp về cái vật tư, anh em có thể add Zalo, em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc đấy. Anh em không phải đừng có cái suy nghĩ là phải mua đồ hay là cần hỏi về đồ thì mới liên hệ với em. Vâng, em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem và theo dõi video của em. Em xin cảm ơn mọi người ạ.